Vâng, em xin chào em gặp xin chào các bác nha. Đây là em vừa về được cặp Bose 646 nha, cặp loa Bose chuyên nghe nhạc của hãng Bose Mỹ. Cặp này về với tình trạng là nó đẹp đến nó khoảng 95%, rất là mới để các bác sưu tầm. Và giá em để cho các bác là 36 triệu cho 36 triệu bao ship nha. Bác còn lấy thì alo cho em nha. Còn nguyên chân, tất cả là nguyên nguyên hết, không có gì hết, là ốc vít của nó luôn nha. Đấy, thiếu một cái thùng thôi. 646 và 636 nó có đời nhỏ hơn là 636 nha các bác. Bên trên là bóc lưỡng luôn, đây là cái vân của nó này. Đây là những model của hãng Bose sản xuất để chuyên nghe nhạc. Chuyên nghe nhạc, nó nghe nhạc rất là hay, vừa nghe hay vừa bày rất là đẹp nha. Và có thể nghe nga karaoke gia đình thoải mái, nhưng mà nó là nghe nhạc rất là hay. Đây, cái kênh tất cả nói chung là zin hết, đẹp hết cho các bác, đẹp long lanh luôn nha. Bác thể thấy được, em về được cặp này là rất là hài lòng. Để các bác sưu tầm thì alo cho em, giá là 36 triệu nha. Em không biết giá thị trường bao nhiêu, nhưng em nhập được giá thì em bán có lời thì báo thôi. Giá thị trường thì nó muôn hình muôn vĩ, có chỗ thì bán 38 triệu vân vân. Mới lắm nha các bác thấy đồ đẹp. Còn tiếng loa nha, đây một cái bát còn là gần zin nha các bác, gần zin hết nha. Đấy, bác nó đẹp quốc thì alo cho em nha. Đây là vừa trưng bày đẹp này, có chân ring là rất ok rồi. Đấy, trưng bày cặp này tuyệt vời luôn. Và nghe nhạc thì để em chỉ có video test cho các bác cùng nghe nha. Hình như em chuẩn bị về một cặp 636 nữa nha. 636 thì giá nó sẽ tốt hơn, đây là 646 và nó đẹp lắm, nó mới tinh 95%, đẹp kinh công luôn. Hay là bụi nha các bụi á. Hai cái loa cho chung này á, chung cao này nó cho ra tiếng lời rất là tuyệt vời. Hay là một cái loa chép dom, gần là gần vải, hai cái loa này gần vải, cái này là gần cu su, gần zin, bass rất tuyệt vời. Trạm loa nó ở nằm phía dưới đây nha. Đấy, đây là chân loa. Bác nào chốt thì cứ alo cho em nha, em làm video giới thiệu. Hay chủ nhật này em không có làm video nhiều, ngày mai hoặc tối nay em sẽ làm video cho quá. Các bác mua hàng cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Các bác nào alo số này không thấy em bắt máy thì các bác liên hệ số này nha. Tại nhiều lúc em không có cầm điện thoại, một cái điện thoại theo số này số chính của em hay cầm theo người. Và đây là những con 309V và 309X, em sẽ có video giới thiệu riêng.